Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 91. Những điều khó tin đằng sau việc ăn uống của bạn, no bụng, đói con mắt là hoàn toàn có thật. Đó là khi cơ thể của bạn vẫn đầy đủ năng lượng và chưa hề ra hiệu rằng nó muốn nạp thêm. Nhưng nếu bạn bị khơi gợi bởi những món ăn bắt mắt khi xem qua TV hoặc điện thoại, thì não của bạn sẽ tạo cho bạn cảm giác thèm ăn và làm dạ dày cồn cào. Mặc dù thực sự là bạn không hề đói, vừa ăn vừa xem điện thoại sẽ làm bạn ăn nhiều hơn. Theo các nhà khoa học, việc không tập trung vào bữa ăn sẽ khiến não không thể đo lường được bạn đã ăn nhiều hay ít, nên bạn sẽ có xu hướng lâu no và ngấu nghiến nhiều hơn. Tuổi càng cao, vị giác của bạn càng kém. Lúc này bạn phải nêm những gia vị cơ bản như muối và đường nhiều hơn gấp 2 đến 9 lần mới có thể cảm nhận được hương vị thực tế. Và chơi với một đứa bạn mập thì có tới 57% khả năng bạn sẽ mập lên theo nó. Theo một số nghiên cứu, thói quen ăn uống của con người thường bị ảnh hưởng bởi những người thân thiết xung quanh họ. Vì vậy, khi chơi với một đứa bạn mập thì bạn sẽ bị lây nhiễm thói quen ăn uống của nó, và sớm muộn thì bạn cũng sẽ bắt kịp độ mập của nó mà thôi.